tuyển tập các giải đáp thắc mắc xung quanh vấn đề ngoại tình và xử lý ngoại tình. Mặc dù số lượng podcast trong danh sách phát về chủ đề ngoại tình này trên kênh Lina đã lên đến con số gần 20 bài, bao gồm những bài chuyên đề cũng như là các giải đáp tâm sự với những cái tình huống khác nhau. Thế nhưng dường như các thắc mắc về chuyện này vẫn cứ phát sinh vô tận, và tôi mặc dù là rất muốn dành thời gian để viết về những cái chủ đề khác của hôn nhân, vẫn cứ phải quay trở lại chủ đề này một lần nữa. Bởi có quá nhiều câu hỏi của các bạn khác nhau liên quan đến chuyện ngoại tình và xử lý ngoại tình này cứ bị lặp đi lặp lại, nên thôi tôi gom hết vào làm thành một cái tuyển tập giải đáp và trả lời cho các bạn dễ tham khảo nha. Tôi sẽ làm chuỗi podcast tuyển tập này chia thành các phần, đánh số 1, 2, 3, 4 gì đó và sẽ đăng theo lịch phát của kênh ha. Bạn nào quan tâm đến chủ đề này thì nhớ bấm nút theo dõi kênh để nhận được thông báo ngay mỗi khi kênh có podcast mới. Bạn nào đang nghe một podcast của phần nào á mà muốn nghe trọn tuyển tập thì nhớ ra lại chỗ tiêu đề của kênh vào phần danh sách phát chủ đề ngoại tình mà kiếm nghe cho trọn ha. Thì trong mỗi podcast tôi sẽ cố gắng gom các câu hỏi nào có phần liên quan đến nhau để các bạn tham khảo cho dễ. Chẳng hạn podcast phần 1 thì sẽ là những thắc mắc thuộc dạng thông tin chung, phần 2 thì sẽ là những cái câu hỏi liên quan đến cái việc bạn hiểu về cái hành vi của người vướng ngoại tình và cái cách phản ứng của họ khi họ bị phát hiện. Phần 3 thì sẽ trả lời cho những cái câu mà các bạn hay ở góc độ nạn nhân á, hay thắc mắc là có nên làm này, có nên làm kia không đó ha. Thì phần 4 thì sẽ liên quan đến những chuyện liên quan đến việc là xử lý sau khi việc đã xảy ra. Thì tùy số lượng các câu hỏi thắc mắc nhiều ít mà chuỗi series podcast này sẽ có bao nhiêu phần. Do các phân tích mà tôi nêu ra trong các phần sẽ có sự liên hệ khá chặt chẽ với nhau. Vì vậy các bạn khi đã nghe một bài trong chuỗi podcast này thì nhớ nghe cho trọn các phần khác luôn ha. Để chúng ta có được cái bức tranh thông tin về chuyện này nó hoàn chỉnh hơn. Chúng ta bắt đầu vào cái phần podcast số 1 của chuỗi podcast này nhé. Thì ở các câu hỏi này nó mang tính chất thông tin chung, ta đi lần lượt trước nha. Câu hỏi số 1: có phải đàn ông ngoại tình nhiều hơn phụ nữ không? Nếu xét về mặt tỷ lệ thống kê thì đúng là đàn ông ngoại tình nhiều hơn phụ nữ. Lý do là tại sao? Là tại vì cái tỷ lệ ngoại tình đó của đàn ông á, sẽ bị tính luôn cả những chuyện ngoại tình vì xét, chuyện bóc bánh trả tiền, chuyện quan hệ với người khác nhưng không có quan hệ tình cảm, tay vịn nọ kia gì đó là bị gom vô hết, tính hết ha. Chứ còn để nói tính riêng loại ngoại tình có dính yếu tố tình cảm vào thì tỷ lệ phụ nữ đã có gia đình rồi vẫn dính vào các mối quan hệ ngoài luồng á, nó cũng chẳng có thua kém gì đàn ông đâu ha các bạn. Đâu phải ông nào ngoại tình cũng là quen gái trẻ độc thân đâu. Mấy ông mà dạng ngoại tình mở đó, là cái dạng ngoại tình mà chỉ muốn có thêm chứ không có muốn bỏ vợ đó, thì đa phần đối tượng mấy ông chọn cũng sẽ là những cô có gia đình rồi thôi. Tỷ lệ phụ nữ đã có gia đình dính vào ngoại tình nó ngày càng nhiều hơn. Chẳng qua là nó diễn tiến âm thầm mà nó không ồn ào trên báo chí nọ kia, nên ít bị để ý và ít nhắc đến hơn thôi ha. Các bạn đừng chủ quan khi cho rằng là chỉ có đàn ông mới ngoại tình hay là đàn ông ngoại tình nhiều hơn phụ nữ gì đâu ha. Có nam có nữ mới tạo thành một mối quan hệ chứ, đúng không? Rồi, câu hỏi số 2: những ai dễ dính vào ngoại tình, những loại người nào thì dễ có khả năng ngoại tình? Cái này thì tôi đã có hai bài podcast phân tích chi tiết riêng cho hai nhóm nam và nữ rồi. Các bạn tìm nghe trong danh sách phát ngoại tình này thì sẽ có hai bài podcast có tiêu đề là nhận diện 6 loại đàn ông dễ dính vào ngoại tình và cái bài là 6 nhóm phụ nữ có khuynh hướng dễ dính vào ngoại tình để rõ hơn ha. Trong đó thì tôi sẽ nêu rõ là dạng nào ra sao, đặc điểm thế nào, nhận diện ra sao ha. Thì nói chung để nói về điều này á, thì cả ở đàn ông và phụ nữ, ngoài nhóm những người có những cái vấn đề riêng từ đặc điểm bản thân của họ, thì tỷ lệ những người ngoại tình đến từ yếu tố môi trường và hoàn cảnh chiếm khá cao. Do đó có thể tổng kết rằng là những ai mà cảm thấy nhu cầu tình cảm và tình dục không được đáp ứng tốt trong cuộc hôn nhân của họ thì họ sẽ dễ ngoại tình hơn những người hài lòng với cuộc sống gia đình. Những người có nhiều thời gian sống tự do, sống xa cách với bạn đời hay là sống không gắn bó với gia đình nhiều, thường thì sẽ có cơ hội ngoại tình nhiều hơn. Trái lại, những người dành nhiều thời gian với gia đình và chăm làm việc nhà thì sẽ ít ngoại tình hơn. Những người phụ nữ đi làm ngoài xã hội như nam giới thì sẽ ngoại tình nhiều hơn là những phụ nữ ở nhà nội trợ. Nói chung là cơ hội tiếp cận với người khác dễ càng nhiều, trong khi đó lý trí không biết cách kiểm soát phù hợp thì cái khả năng xảy ra cái vụ lạc lòng bước vào cái mối quan hệ ngoài hôn nhân dễ xảy ra thôi. Rồi một cái điểm nữa là người bận rộn với nhiều công việc phải làm, nhiều chuyện phải lo, thí dụ như đầu óc bị chiếm hết với những cái chuyện lớn cần giải quyết thì động cơ ngoại tình nó sẽ giảm đi hơn là cái người mà rảnh rỗi xuống ngắm vuốt vuốt chăm sóc ngoại hình bản thân ha.
Cái câu mà ông bà nói là nhà bất thiện, rảnh rỗi sinh nông nổi là cũng đúng trong những cái trường hợp này nè. Rất nhiều gia đình có cái cảnh chồng cắm mặt ra đi làm kiếm tiền vất vả nắng mưa, còn vợ thì ở nhà rảnh rỗi không có chuyện gì làm. Tưởng đâu để vợ không đi làm để mình lo hết, là mình thương vợ chăm vợ. Nhưng biết đâu là có khi là vợ mình nó biến thành vợ thằng hàng xóm từ lúc nào không rõ ha. Thì các bạn chú ý nhớ cái điểm đó ha. Rồi câu hỏi số 3, đó là thường ở độ tuổi nào thì người ta dễ dính ngoại tình? Thật ra nếu một người mà có những đặc điểm thuộc kiểu bản chất, như là loại người mà theo phân nhóm mà tôi đã phân tích trong cái hai cái bài nhận diện về 6 nhóm đàn ông và 6 nhóm phụ nữ dễ dính vào ngoại tình của đàn ông và phụ nữ đã từng đăng á, mà khi nãy tôi có đề cập á, thì nếu ở đàn ông là nhóm Mr. Ngựa Hoang và Mr. Quyến Rũ, hay là ở phân nhóm phụ nữ á, thì là Miss Khoái Lạc hay Miss Bất An gì đó, thì những người này á, bản chất họ như vậy thì ở độ tuổi nào thì họ cũng dễ ngoại tình thôi. Còn để nói chung thì sẽ có những cái thống kê khảo sát liên quan đến tâm lý học chuyên về mảng này á, đã cho thấy rằng là đàn ông mà có gia đình hay ngoại tình nhất khi ở cái vùng tuổi nằm ở biên độ quanh vùng 33 và 49. Có thể xê dịch chút xíu tùy theo hoàn cảnh hôn nhân của mỗi người, nhưng cái vùng tuổi này nó là hai cái cột mốc khá quan trọng trong các thống kê khảo sát. Thì với đàn ông á, khi ở tuổi 33, họ đã phần nào có được công việc và sự nghiệp. Tuổi trẻ có, sự nghiệp có, tâm lý đang kiểu không còn non nớt cái thời trai trẻ nữa mà cũng đã biết cái giá trị bản thân rồi. Đang độ sung mãn mà vợ thì có khi lại đang trong cái giai đoạn chữa đẻ hoặc là chăm con nhỏ. Thì đây cũng thường là giai đoạn mà hôn nhân bước vào cái cột mốc khủng hoảng 3 năm, 5 năm. Thì chuyện tình cảm vợ chồng vì có những cái vấn đề nhỏ nhỏ cứ gây sự hoài khiến họ cũng cảm thấy hoang mang và họ không xác định được mình muốn gì. Vì vậy là họ dễ nảy sinh mối quan hệ ngoài luồng để so sánh với cái mối quan hệ hôn nhân đang có. Còn ở cột mốc tuổi 49 á, thì sự nghiệp của họ không còn nhiều điều phải lo lắng, con cái cũng đã trưởng thành. Có khi hôn nhân thì cũng êm đềm chứ không phải là khủng hoảng gì lắm. Tuy nhiên là độ nhạt và độ nhàm chán của hôn nhân thì nó đã rõ rồi. Khi mọi điều kiện về kinh tế đủ đầy, ha, đàn ông dễ nảy sinh cảm giác muốn nhiều hơn là những gì đang có. Không chỉ vậy, á, nam giới ở độ tuổi này á, thì nó tự nhiên nó có một cái giai đoạn giống như là bùng lên. Sau 40 thì họ có giảm năng suất xuống, nhưng mà đến đoạn mà giáp gần 50, nó giống như một cái dạng hồi xuân á, thì cái sự ham muốn nó lớn hơn rất là nhiều. Thì điều này có thể do nhiều nguyên nhân, nhưng mà cũng có thể là người bạn đời của anh ta, nếu mà gọi là vợ chồng lấy nhau cùng tuổi gì đó, thì cái tuổi của người phụ nữ đến đoạn này nó lại là cái giai đoạn mãn kinh gì đó, thì nó lại không có đáp ứng hết được cho người bạn đời ha. Nên nếu người bạn đàn ông ở độ tuổi này sẽ có xu hướng tìm đến người khác để thỏa mãn cái nhu cầu của mình. Hơn nữa, ở độ tuổi này sự thành công về mặt công danh sự nghiệp á, cũng thúc đẩy họ tìm đến nhu cầu hưởng thụ nhiều hơn. Và càng tiến dần đến cái độ tuổi 50 á, thì họ lại càng nghĩ về những cái tiếc nuối thời trai trẻ mà chưa được tung hoành cho đủ. Thì họ lại càng dễ có cái ham muốn thử một cái gì đó mới mới lạ lạ trong cuộc sống của mình. Mà ngoại tình nó là một trong các món thích hợp dễ kiếm nhất. Khác với nam giới, độ tuổi của phụ nữ thì thường là cái khoảng 30-35 là lúc mà người phụ nữ dễ thay lòng đổi dạ nhất. Bởi vì ở độ tuổi này, người phụ nữ nhàn nhã, thảnh thơi hơn khi là con cái nó bắt đầu đi học. Họ lúc này đã cũng không còn cái sự bối rối hay e ngại về chuyện tình dục như là cái thời chưa có lập gia đình nữa. Thì họ lúc này họ biết bản thân họ muốn gì hơn, họ thích cái gì hơn, họ mong muốn cái gì hơn. Họ cũng có nhiều cái thời gian rảnh rỗi để quan tâm hay chăm sóc bản thân. Thì đây cũng là cột mốc của khủng hoảng hôn nhân cái giai đoạn 5 năm, 7 năm khi mà cái cảm xúc của hai vợ chồng nó khá cạn rồi. Và người vợ thường cảm thấy cô đơn, chán chường, thậm chí là ấm ức, hờn giận chồng vì cho rằng chồng không còn yêu thương mình nữa. Lý do có thể là vì đây là thời điểm quan trọng phát triển sự nghiệp của đàn ông. Thì đàn ông thường bận bịu hoặc là quá mệt mỏi hay căng thẳng, thành thử không có thời gian quan tâm đến vợ. Thời gian hai người bên nhau nó cũng ít hơn. Thì chính vì thế là phụ nữ sẽ cảm thấy thiếu thốn tình cảm, dễ sa đà vào tay người đàn ông khác. Có một điều mà có thể bạn chưa biết, đó là đa số phụ nữ ngoại tình hoặc có ý nghĩ liên quan đến chuyện ngoại tình đó, nó rơi vào cái giai đoạn mà họ rụng trứng đó. Quả thật đây là một cái khoảng thời gian cực kỳ nhạy cảm đối với phụ nữ ha. Nếu không hiểu biết thì rất dễ có những cái hành vi lạc lòng nó xảy ra trong những cái ngày này. Nó là một cái nhu cầu nội tại của bản thân ha. Nó bị tăng lên trong những ngày đó ha. Rồi câu số 4, đó là động cơ ngoại tình của hai giới có giống nhau không? Để xét về động cơ ngoại tình chung á, thì cả hai giới đều có thể dính vào 8 cái nguồn cơn làm thúc đẩy cái động cơ ngoại tình.
8 cái nguồn cơn này là gì? Thì trong bài podcast với tiêu đề là 8 nguồn cơn cơ bản thúc đẩy người ta đến hành vi ngoại tình, cũng đã đăng trong cái danh sách phát ngoại tình, thì tôi đã phân, các bạn nên nghe lại để hiểu nha. Bởi vì cũng là một chuyện như nhau, ra cái xuất phát điểm của mỗi người khác nhau, nó lại là khác nhau ha. Thành thử khó có thể nói ai giống ai được hết. Tuy nhiên về mặt thống kê mà nói thì các báo cáo tâm lý học hay tổng kết rằng là hai giới có cái động cơ khác nhau về ngoại tình. 3/4 số phụ nữ ngoại tình thì vì lý do tình cảm, trong khi chỉ có một nửa đàn ông coi cái động cơ tình cảm là nguyên nhân họ ngoại tình thôi. Điều này thì cũng phù hợp với đặc điểm tâm lý của đàn ông và phụ nữ. Phụ nữ thường tìm kiếm sự thân mật về cảm xúc, bên tiếng Anh nó gọi là intimate. Họ có cái sự thân mật về cảm xúc với một ai khác trước rồi họ mới cái phát sinh cái hành vi tiếp xúc thân thể thông qua sex. Còn đối với đàn ông á, thì sex lại chính là cái cách để họ diễn đạt cái mong muốn kết nối cảm xúc của họ. Cái khởi điểm để đàn ông bắt đầu vào một mối quan hệ với người khác phái đa phần là phải có một chút động cơ về sex ha. Thì động cơ ngoại tình chủ đạo của đàn ông là vì cái cảm giác mới lạ của sex và cái cảm giác muốn trải nghiệm nhiều đối tượng khác nhau. Xét về tính chủ động á, thì các vụ việc của đàn ông xảy ra là do chính họ là người bắt đầu cái mối quan hệ đó là nhiều ha. Còn phụ nữ thường là do ở thế bị động, có nghĩa là được người khác tán tỉnh nhưng mà do không giữ được khoảng cách và lập trường mà trở nên sa ngã ha. Có nghĩa là cái bước đầu tiên á, của cái việc tiến lên trong cái mối quan hệ kia như thế nào á, thì đàn ông thường là người dẫn cái mối quan hệ đó. Còn phụ nữ thì thường là do một người khác, người bên kia chủ động tán thì họ mới bắt đầu là họ lung lay là mới ngã ha. Thì đây chính là điểm mà nhiều bạn nam, bạn nữ dễ chủ quan. Chồng thì nghĩ vợ mình cũng là người có học có hành, có đạo đức, có biết suy nghĩ mà. Rồi vợ mình là gái có chồng rồi mà ai thèm tán tỉnh nữa ha. Bởi vậy có cảm giác an toàn và chủ quan, không thèm chú ý gì đến vợ mình hết. Còn các bạn nữ thì nghĩ trai nó thích gái trẻ chưa chồng chứ ai mà ham tán gái có chồng có con như mình. Không nha, lầm nha. Đúng là đàn ông đàng hoàng mà họ muốn yêu thương thật sự, họ muốn tìm kiếm đối tượng đúng của họ, thì tất nhiên là họ không có chủ động tán tỉnh phụ nữ đã có gia đình làm gì. Nhưng mà loại đàn ông mà họ chỉ thích vui chơi, không thích ràng buộc trách nhiệm, kiểu như là có dạng trai trẻ đó, chưa lập gia đình đó, nhưng mà tán phụ nữ có gia đình là gì? Lý do là gì? Là vì họ có muốn có sex miễn phí mà họ không bị bắt trách nhiệm ha. Hay là loại đàn ông mà đã có gia đình và muốn tìm kiếm thêm cái tình sơ cua bên ngoài để đổi mới á, thì sẽ rất thích nhắm vô phụ nữ đã có gia đình. Các cô mà có một tí xinh xắn, sạch sẽ, có chút trí thức, có chút giá trị, có con cái gia đình yên ổn, có nghĩa là cái khả năng mà sợ tai tiếng sổ đổ vỡ càng nhiều thì lại càng hay nhận được cái sự thả thính câu mồi của mấy cái dạng đàn ông kiểu này, toàn là trong môi trường công sở, quen biết, đối tác làm ăn gì đó. Thả một câu thôi mà, dính ráng một chịu ha. Mà khổ, các cô đang nghĩ theo kiểu mình đã có gia đình rồi thì ai mà thèm, thì tự nhiên lại nhận được sự ve vuốt, ngưỡng mộ, quan tâm, chăm sóc chút chút của mấy cha kiểu đó, trong khi bản thân trong mắt chồng thì lúc này giảm giá rồi ha. Chồng ghen, thậm chí còn chẳng thèm ghen nữa, bởi vì ổng nghĩ an toàn quá mà đó. Thế là các cô rất dễ xa bẫy của mấy cái thằng cha chăn rau kiểu này ha. Thậm chí các cô còn tưởng đâu mình tìm kiếm được tình yêu đích thật, vì sao thấy mà người đó bao dung quá, rộng lượng quá, mình có chồng có con rồi mà vẫn yêu và ngưỡng mộ mình. Yêu gì? Mấy cái thằng đó nó có cơm no bò cưỡi, nó được cung phụng miễn phí mà nó không phải chịu trách nhiệm, thì nó thả cho mấy câu ngọt cỡ nào mà nó chẳng tả được. Thậm chí còn nó còn làm như cái kiểu là nó cao thượng hy sinh lắm, rồi khuyên răng em là đừng có vì tình cảm này mà ly hôn, được khổ con khổ cái nọ kia ha, anh sẵn sàng đứng sau thôi đó. Tỉnh lên nha các bạn nữ nông nổi của tôi. Dạo này các bạn nữ dân văn phòng mắc vào cái nhóm miss hời hợt nhiều vô số luôn. Tội nghiệp các bạn chồng, nhiều khi cũng là cái tâm tính vô tư vô lo, hay là cũng là kiểu dập lập gia đình xong rồi cứ cắm mặt lo chuyện kinh tế công việc các kiểu, nên hơi lơ là thiếu quan tâm đến tâm tư tình cảm của vợ. Thế là sơ sẩy một chút đã thấy vợ say nắng một cái gã ất ơ nào đó rồi. Biết rõ là vợ đang sai nhưng mà cũng không biết làm cách nào để nói cho vợ hiểu được hết. Thì các bạn nam nên nhớ là cơm nguội nhà mình á, có khi nó lại là món phở thơm ngon của cái thằng hàng xóm. Nhất là những cái thằng mà nó chả muốn trả tiền nhưng lại vẫn muốn thưởng thức phở miễn phí. Còn các bạn nữ thì cũng nên biết, đàn ông mà tử tế ngon lành, có định hướng cam kết gắn bó đàng hoàng á, thì nó đã chẳng đi quen, thì nó đã đi quen gái trẻ độc thân rồi. Chứ cái loại biết rõ đây là phụ nữ có gia đình rồi mà vẫn nhào vào tán tỉnh thì là vì nó muốn được xét miễn phí mà không phải chịu trách nhiệm thôi. Nhớ chưa?
xa chân sải tay dính vô mấy cái loại đàn ông kiểu đó thì sự thiệt thòi các bạn gánh hết chứ không phải là ai hết ha. Rèn luyện nhận thức, giúp nhau nhìn nhận các rủi ro và ngăn ngừa rủi ro từ sớm thì sẽ giảm đi nguy cơ nhiều. Lúc đó thì sẽ hay hơn là cái việc mà đi chữa cháy khi việc nó đã xảy ra rồi. Thì câu số 4 vừa rồi đó cũng liên quan tiếp đến cái câu số 5 tiếp theo ha. Câu số 5 là có phải gia đình hạnh phúc thì sẽ không có ngoại tình không? Thì có một câu mà khá nhiều bạn khi tìm đến tôi tư vấn ở hồi sinh hạnh phúc về chuyện ngoại tình của bạn đời á, đặc biệt là các bạn trong các cặp đôi mà cả hai cũng là ở dân văn phòng trí thức, cũng lấy nhau về tình yêu vậy đó, thì các bạn hay nói với tôi là tụi em sống với nhau bình thường, thấy cũng ổn, cũng hạnh phúc, mà em không hiểu sao chuyện này nó lại xảy ra ha. Và các bạn hoang mang, không hiểu tại sao người kia có thể dính vào việc này được. Đây chính là những cái nhóm gọi là các bạn nạn nhân dễ bị suy sụp nhất, đau đớn nhất. Kiểu như là các bạn tâm lý là càng cao á, thì lại càng té đau hơn ha. À mà quên, nãy giờ đi thẳng vào nội dung của podcast mà chưa có cái đoạn chào hỏi nhau. Mất công những bạn nào lần đầu đến kênh thì lại không hiểu tại sao lại nên nghe những lời này từ tôi ha. Thì chào bạn, tôi là Lina, chuyên gia tư vấn đến từ liệu trình tâm lý hôn nhân gia đình, hồi sinh hạnh phúc và hôn nhân hòa hợp. Các liệu trình của chúng tôi được đưa về Việt Nam từ các mô hình thực tế đã được triển khai thành công tại các quốc gia Mỹ, Úc, Canada và New Zealand với mong muốn đem đến những giải pháp xây dựng và chỉnh sửa hôn nhân phù hợp cho người Việt. Với hôn nhân hòa hợp, chúng tôi giúp các cặp đôi có được một nền tảng kiến thức tâm lý hôn nhân vững chắc để có thể song hành hòa hợp, ngăn ngừa và đẩy lùi đi các nguy cơ đổ vỡ. Với hồi sinh hạnh phúc, chúng tôi cung cấp giải pháp chỉnh sửa cho những ai đang gặp phải những vấn đề trục trặc hôn nhân hay đang phải đối mặt với khả năng ly hôn, vượt qua được cái giai đoạn khủng hoảng và hồi sinh lại hạnh phúc. Hai chữ Ly và Na trong tên Lina chính là đại diện cho hai mảng tâm lý ly hôn hay nắm giữ thuộc chuyên môn nghề nghiệp mà chúng tôi phụ trách ha. Thì với hàng trăm hàng ngàn lượt tư vấn và đồng hành với nhiều người ở những cái tình trạng hôn nhân khác nhau, chúng tôi là người hiểu rõ nhất điều gì có thể đem lại những nguy cơ đổ vỡ cho các cặp đôi, cũng như là cách thức nào là hiệu quả nhất để các cuộc hôn nhân đang gặp khủng hoảng có thể hồi sinh lại hạnh phúc. Cũng từ việc tư vấn trực tiếp và đồng hành sâu sát như vậy á, thì chúng tôi cũng biết rõ là những trường hợp hôn nhân nào nó đã vượt quá ngưỡng chỉnh sửa và nên ly hôn, cũng như có thể đánh giá được là những trường hợp nào có khả năng giữ lại và đáng để mỗi bên thay đổi, đem lại kết quả tốt hơn về đường dài. Vì vậy, nếu bạn quan tâm đến những vấn đề liên quan đến hạnh phúc gia đình hay là muốn nghe những ý kiến xác đáng nhất, khách quan nhất để học hỏi về chuyện hôn nhân thì bạn tìm đến đúng kênh rồi ha. Hãy nhớ bấm nút đăng ký kênh để nhận được cập nhật từ kênh mỗi khi chúng tôi có podcast mới. Chào, hỏi vậy được rồi, ta quay trở lại với tiếp với cái câu số 5 ha. Có phải gia đình hạnh phúc thì sẽ không có ngoại tình xảy ra không? Thì có hai đề ý ở đây tôi muốn nói. Một, đây là cái câu mà tôi hay nói với các bạn khi các bạn mà khi nãy tôi kể đó, các bạn đang cho rằng hôn nhân của mình ổn mà tại sao người kia lại như thế? Thì tôi sẽ hỏi rằng là bạn nghĩ mình đang hạnh phúc nhưng có chắc người kia cũng cảm nhận hạnh phúc trong hôn nhân giống như bạn nghĩ không? Đó, thì đây là một thực tế xảy ra rất nhiều luôn ha. Nhiều bạn đang tự hào cho rằng là mình làm chồng cũng tốt lắm, làm vợ cũng được lắm ha. Rồi các bạn không hiểu tại sao người kia lại như thế. Mà khổ, các bạn nào mà đang tự hào mình tốt của mình hạnh phúc mà gặp chuyện như thế này thì các bạn lại càng ai oán trách móc cho bên kia ghê lắm. Thì chỉ sau khi đem các tương tác của hai vợ chồng đi vào cái quá trình phân tầng các lớp, xem xét theo từng bước của liệu trình hồi sinh hạnh phúc rồi á, thì các bạn đó đa phần đều nhận ra rằng hôn nhân của chính mình đã không thật sự là hạnh phúc đúng nghĩa, và những gì mà các bạn nghĩ á, đã không phải là cái mà người kia mong đợi. Đặc biệt tình trạng này hay xảy ra đối với những gia đình mà ở đó có một người á, hay có cái đặc tính nhịn và nhường. Họ muốn giữ gia đình ổn định, yên ấm nên họ giấu đi hết những cái buồn, phiền, bất ổn, những nhu cầu cảm xúc của bản thân, hoặc là họ là cái người mà dạng không biết cách đấu tranh để bảo vệ những cái nhu cầu tâm lý của mình. Một khi họ như vậy thì người còn lại có biết gì đâu, vẫn thấy mọi chuyện trong gia đình diễn ra theo góc độ mà họ muốn, thì họ cho rằng là hôn nhân đang hạnh phúc thôi. Chứ họ đâu có biết rằng là trong lòng người kia đã và đang tích tụ những cái nguồn cơn, nó có thể là động cơ cho một cái hành vi sai hướng nào đó xảy ra. Thì đến khi gặp điều kiện xúc tác bên ngoài phù hợp là nó bùng nổ ra thành sự vụ thôi à. Vậy nên đừng có chủ quan, hạnh phúc gia đình nó phải là sự hòa hợp song phương và cân bằng giữa các nhu cầu mong muốn của hai người ở trong cuộc. Có khi bạn thấy mọi chuyện vẫn êm đềm, vẫn ổn ở bên ngoài, nhưng chưa chắc thực chất như vậy. Biết đâu sóng ngầm nó đang cuộn lên bên dưới rất nhiều mà do bạn chủ quan và bạn thiếu kiến thức nên bạn không nhận ra mà thôi ha. Rồi cái ý thứ hai mà tôi muốn nói là các bạn nên nhớ, ngoại tình nó không tha luôn cả những gia đình hạnh phúc.
Dù bạn đang có một gia đình hạnh phúc, bạn vẫn nên biết rằng hôn nhân hạnh phúc không phải là đảm bảo không có ngoại tình. Tất nhiên là đối với những gia đình không hạnh phúc, việc ngoại tình nó dễ xảy ra hơn. Bởi vì hôn nhân không hạnh phúc nó làm cho nhu cầu của con người ta không được đáp ứng, hay là nhu cầu bị xâm hại nên người ta phải đi tìm kiếm sự bù đắp từ các mối quan hệ bên ngoài. Đó là một trong 8 nguồn cơn mà dẫn người ta đến ngoại tình, thì tôi cũng đã có nêu trong 8 podcast, cái podcast mà 8 nguồn cơn khiến người ta ngoại tình rồi, đúng không? Cái nãy tôi có nêu tên rồi, thì bạn ra lại cái danh sách phát ngoại tình các bạn kiếm nghe ha. Nhưng như bạn thấy đó, có đến 7 cái nguồn cơn khác nhau lận cơ mà ha, còn nữa, còn tới 7 cái nguồn cơn khác nữa lận. Có những nguồn cơn nó đến từ chính trong bản thân của người đó, chứ không phải là bởi vì cuộc hôn nhân thế này hay thế khác. Trong một cuộc khảo sát ở Anh á, thì gần 75% đàn ông hạnh phúc trong hôn nhân vẫn mong muốn có một cái mối quan hệ ngoài luồng, trong khi chỉ có 27% phụ nữ thừa nhận cái ham muốn đó. Và cái thông tin từ một cuộc khảo sát tại Mỹ theo tạp chí Credit Monkey đã cho thấy rằng nếu đặt giả sử rằng ngoại tình mà không có khả năng bị bạn bè phát hiện, thì có đến 74% đàn ông và 68% phụ nữ nói rằng là sẽ thử ngoại tình khi họ biết chắc chắn là họ sẽ không bị lộ. Bạn nghe thấy con số này bạn hết hồn không? Đó là nếu chỉ dùng lý trí phán đoán bình thường thì ai cũng sẽ cho rằng các con số này là vô lý. Nhưng tôi nói bạn nghe, đó là thực tế đấy. Các nghiên cứu về tâm lý học và thực tiễn nó đều khẳng định như vậy. Trong hai chữ con người thì có phần của chữ con mà, đó chính là đại diện cho phần bản năng và bản ngã. Sự thúc đẩy từ ham muốn nguyên thủy của con đực là phải giao phối nhiều con cái nhất, và cái sự ham muốn nguyên thủy của con cái là phải tìm ra được cái giống di truyền tốt nhất. Nó cũng như cái mong muốn chứng tỏ cái tôi bản ngã. Tất cả những cái điều đó nếu không có sự dẫn đường của nhận thức đúng đắn chặn lại từ sớm thì chắc chắn rằng con người ta sẽ dễ lạc bước thôi. Liên quan đến chuyện khoảng cách từ lúc chưa có gì đến lúc lạc bước là bao xa thì các bạn có thể nghe thêm bài podcast cũng trong danh sách phát ngoại tình. Podcast có tiêu đề Bạn khác giới, khoảng cách đến ngoại tình là bao xa, thì tôi đã có phân tích kỹ về những điều này. Nghe đi thì bạn sẽ hiểu rõ thêm rằng là có những thứ bạn cho rằng nó bình thường, nó chưa có gì, nhưng nó lại là tiền đề của những điều sai sai có thể diễn ra rất nhanh sau đó ha. Vậy nên tốt nhất là vẫn cần phải có đủ nhận thức và hiểu biết để ngăn chặn những hành vi như thế này ngay từ ban đầu. Như tôi vẫn thường nói, phòng bệnh thì vẫn tốt hơn là chữa bệnh. Tôi mong muốn là các bài podcast ở kênh của mình sẽ được lan tỏa rộng rãi hơn, là để mọi người có những cái nhận thức đúng ngay từ sớm. Các khủng hoảng hôn nhân nói chung, chứ không phải riêng vì cái chuyện ngoại tình gì đâu ha, đều có nguồn cơn hình thành, nó không phải chỉ là trong một sớm một chiều, mà nó là kết quả của một loạt những cái điều mà cả hai đã không nhận thức đúng và là không làm đúng ngay từ trước đó. Với bài podcast ở phần 1 của chuỗi podcast giải đáp về chủ đề ngoại tình này thì tạm thời tôi dừng lại đây các câu hỏi thuộc nhóm thông tin chung ha. Còn sang các phần podcast tiếp theo thì chúng ta sẽ đi sâu hơn vào những chuyện thuộc về vấn đề xử lý khi sự việc mới nổ ra hay là sau đó như thế nào ha. Thì podcast này tạm dừng ở câu hỏi thứ 5 như vậy. Hẹn các bạn ở podcast có các câu hỏi và giải đáp tiếp theo sẽ được đăng tải trong phần cũng trong chuỗi bài này ha. Thì ở phần 2 tôi sẽ tập trung giải đáp một số câu hỏi tại sao. Tại sao họ sai mà họ chối? Tại sao họ sai mà họ không nhận lỗi? Tại sao họ lại còn đổ lỗi ngược lại cho người khác? Tại sao họ sai mà họ không thể hiện thiện chí sửa chữa? Hay tại sao họ lại dám so sánh? Đó. Thì nói chung là một loạt các thắc mắc mà các bạn ở vai trò nạn nhân hay khó hiểu và không thể diễn giải đúng được cái hành vi của người gây ra chuyện. Thì các bạn nhớ đón nghe phần 2 của podcast ha. Còn bây giờ thì tôi là Lina, chào bạn và hẹn gặp lại. Bạn nào chưa bấm nút đăng ký kênh thì nhớ đăng ký nha, để khi các phần 2 mới ra thì các bạn sẽ nhận được cái thông báo mới nhất hơn.